người ta ấy còn có trên răng dưới cát tút. Còn ông thì răng thì có đấy, nhưng mà cát tút thì không có. Thế thì ai thèm? Nỗi ruột quá. Tao có bắn súng đâu mà tao có cái tút. Cái gì hỏng? Ông thì đi phải có cái mồm lên tiếng chứ. Đi cứ lù 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 như mày. Mà cái thằng bố mày. Mày ngồi thì việc của mày chứ. Tao đi việc của tao chứ. Ảnh hưởng gì đến mày mà lại bảo tao phải. Nhưng mà cháu ngồi đây trước rồi. Ông đi lại sau thì ông phải lên tiếng trước, để cho người ta còn biết. Ông cứ lù 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 xuất hiện ra. Sao mày không lên tiếng trước đi? Thế làm sao cháu biết được là ông đi đến đây để mà lên tiếng trước? Ông hôm nay mang bánh đi để ăn à? Không bánh đâu mà bánh. Không bánh mà sao cả cái hộp đây? Đây, đây. Ăn hơn vứt ra đâu rồi tao nhặt lại để tao ngồi chứ. Ôi. Tao thì có tiền đâu mà mua bánh mà ăn. Ông như kiểu mà cái thùng rác di động nhỉ? Thì họ vứt đến đấy thì tao phải nhặt lại tao ngồi chứ. Mày hôm nay mày điệu thế. Đi thả bò mà mày cũng mang son đi để đánh nhá. Ông hay nhỉ. Phải đánh son cho nó đẹp chứ. Đi thả bò cũng phải đẹp á? Đẹp cho ai ngắm? Thế đi thả bò thì không được làm đẹp à? Đi đâu bất kể làm cái gì cũng được làm đẹp hết. Mình là con gái, mình phải có quyền chứ. Đi ăn cộ hay là đi chơi với bạn bè vì đánh cho nó đẹp. Mày đi thả bò mày cũng mua son để đánh. Tốn tiền. Tốn tiền? Ông ấy, đầu óc ông lúc nào cũng chỉ nghĩ được đến thế đấy. Ông biết không? Cháu phải thừa nhận, ngày xưa ấy, phụ nữ mà đánh son ấy là chỉ có đi ăn cỗ này mới dám đánh này, hoặc là đi dự tiệc gì to to mới dám đánh thôi đúng không? Nhưng bây giờ xã hội hiện đại rồi, đi đâu mà chả đánh được, đi chăn bò đánh được. Ông đấy à, mấy cô, mấy bà, mấy chị ở đang cấy ở dưới kia kìa. Môi á, đỏ chết. Tay nhá, sơn móng tay á, vàng chóe. Đấy, thế làm đẹp như thế thì có làm sao? Cấm người ta chắc. Ôi dồi ôi, mấy cái bà đi cấy đấy à. Cái móng tay là họ phải sơn đi. Là bởi vì nước nó ăn vào, nó bám vào, nó văng khe, nó đánh được, nó chả phải sơn. Mày, ông tốn tiền. Chỉ được cái nghĩ linh tinh. Người ta làm đẹp chứ không phải là người ta giấu cái bẩn đâu. Sao lại đầu óc ông lại nghĩ như thế được nhỉ? Bây giờ hiện đại lắm rồi. Con trai bây giờ bọn nó làm đẹp đầy, còn hơn cả con gái cơ. Mà ông đưa mày, chỉ nói phét như con trai ai làm đẹp. Ơ kìa, ai bôi son. Ôi trời ơi, ông chả biết gì rồi. Này, nó còn tỉa lông mày nữa cơ. Nó còn tỉa lông mày xích xích như thế này này. Nó còn bấm lỗ tai này. Mà đây cháu bà. Đưa cháu bà. Nào. Ôi trời ơi, cái mồm thì chúm lại. Mày đừng ngập vớ vẩn. Chúm lại chứ cái há ra như. Ai cho mày bôi son vào mồm tao mà bôi? Bôi một tí cho nó đẹp. Tao không cần đẹp. Mày vừa va vớ vẩn. Thôi mày bôi son vào mồm tao. Mày bà mày nhìn thấy đi. Nhìn thấy thì làm sao? Bà chửi. Sao lại chửi? Thì bà tưởng tao đi với cô nào thì về bà chửi chứ. Ôi giời ơi, ông thì đi được với cô nào? Gớm. Nhìn ông thì sâu sâu bẩn bẩn, người thì như chim di. Đã thế lại còn có cái tính vật tay, vật mắt, lại còn keo kiệt buồn xỉn nữa. Có ma người ta thèm. Người ta ấy còn có trên răng dưới cát tút. Còn ông thì răng thì có đấy, nhưng mà cát tút thì không có. Thế thì ai thèm? Bày đặt tao phải gìn giữ để cho bà khỏi ghen. Nỗi ruột quá. Tao có bắn súng đâu mà tao có cái tút. Cái gì hỏng? Súng mất rồi à? Súng là của nhà nước. Mình mới dùng súng. Công an nó bắt đi tù bây giờ. Súng của nhà nước thì nói làm cái gì?
Ai mà dám rủ súng đấy? Cháu đang nói là súng bình thường ấy, súng bắn pháo hoa ấy. Ông thì tuổi gì mà đòi dùng súng nhà nước? Nhìn người ông thế này còn chả vác nổi được cái súng ấy. Mà chưa kể nhá, súng đấy à, ông mà bắn á, nó giật cho một phát thì có mà té ra đến 10 mét. Ở đấy mà đòi bắn súng nhà nước. Mày thì biết cái gì mà mày kể về súng. Ông đừng tưởng cháu con gái mà không biết cái gì nhá. Ông có quả bánh mì to thế, này gặm cả ngày không hết đâu nhờ. Cái này mà mày bảo là bánh mì á? Bánh mì bông lan. Bánh mì mày ăn đấy nhá. Ôi cái kia kìa, cái này nó chạm vào môi cháu để mà trôi hết son của cháu à. Cháu lại cứ tưởng là ông mang bánh mì đi để ăn trưa. Tưởng trưa nay mắc võng ngủ rừng không về. Ăn trưa cái thằng cha mày chứ. Thế? Mày bảo tao ăn cái này à? Bánh mì cái thằng bố mày chứ. Giống nhỉ ông nhỉ. Ui dồi ôi. Ý chang bánh mì bông lan này xẻo miếng. Ông lấy cái này đâu ấy? Lấy đầu kia kìa. Ông lấy cái này về để làm cái gì? Cháu lấy về để lau bàn. Cái này lau bàn sạch lắm. Ai bảo ông lấy cái này về lau bàn cho sạch đấy? Mày biết không? Hôm cháu đi cắt tóc. Cắt tóc? Nó cũng làm một miếng này nhá. Nó lau cả đầu tao nhá. Nó lại còn lau cả mặt tao ấy. Sạch lắm. À, thế là ông đi ra cắt tóc. Nó mới lấy cái tấm mút. Nó lau mặt ông đúng không? Thế là ông vận dụng vào, ông về nhà ông cũng lấy cái tấm mút này để ông lau bàn đúng không? Thế là mặt ông là như cái mặt bàn luôn gì? Mày thì bô lão bô liều. Mặt đó nó sao như mặt bàn được? Thì tại vì dùng chung tấm mút thì chả mặt ông như mặt bàn còn gì. Đây là tao thấy nó lau mặt tao sạch. Thì tao thấy nhà nó vút cái ghế đâu, tao gỡ miếng về để tao lau bàn chứ. Ông sinh ra cái đầu đúng chỉ để mặc tóc thôi, không có được một cái việc gì cả. Ông có biết không, cái tấm mút ấy mà người ta lau khi cắt tóc xong người ta lau mặt cho ông ấy, là đấy là cái tấm mút sạch. Cái đệm ghế này này, người ta ngồi bao nhiêu lâu rồi, người ta chà cái mông hàng bao nhiêu năm rồi, giờ ông lại mang về để ông lau mặt à? Mày nói vơ nói vẩn. Tao lấy về để tao lau bàn. À, tao thì... lau mặt đâu mà lau mặt. Thì là lau mặt bàn. Cháu nói thiếu mất một từ. Chứ cháu có bảo là lau mặt ông đâu. Mà ông bảo cháu là bún láo bún lếu. Đúng không? Cháu bảo là ông mang về lau mặt. Mày nói mày phải nói cho hết chứ. Nói cho dứt khoát chứ. Mày lại bảo tao lấy về để lau mặt. Cháu phải nói thật là cháu đi chăn bò với ông ấy, cháu thấy xấu hổ kinh khủng ấy. Mày nói thế nào chứ? Tao có làm gì mày đâu mà xấu hổ. Cái ghế người ta dùng chán chơi hàng bao nhiêu năm rồi, họ vứt ra ngoài đường rồi. Mà ông cũng xé cái phần da ra để lấy cái phần mút về để ông lau bàn. Ông tận dụng vừa phải đấy chứ. Rồi còn chưa kể cái hộp bánh người ta ăn hết rồi người ta vứt cái hộp ra. Ông cũng nhặt cái hộp về để ngồi tải thật đi. Họ bỏ rồi thì tao nhặt về tao dùng. Nhưng tao có xin họ đâu mà ngại. Ông thử nghĩ xem. Mọi người ta sẽ bảo cháu á, gớm, con Thủy nó xinh đẹp như thế này, thông minh như thế. Thế mà đi chăn bò với một ông già đần đần đù đù, lại còn hay vặt tay vặt mắt nữa. Thế mà không dậy khôn ra được tí nào cả. Thế có phải là cháu xấu hổ không? Mất mặt không? Tao đần đù góc nào? Thì lại không đấy. Mày cứ nói thì... Không đần thì vác cái rẻ rách này về làm để. Tao lấy về tiết kiệm đi, về lau chứ. Ra mua có mấy nghìn rồi ông ạ. Ông được cả mảng to, sạch tâng luôn. Mấy nghìn của tao nâng mua được cụt rượu. Bẩn nhất thế này mà ông cũng lấy để ông mang về ông lau bàn. Cháu chịu ông thật đấy. Sao mày lại lấy của tao? Cháu có lấy đâu. Thế chả lấy mày ôm làm gì? Cháu mang về dùng. Chứ mày muốn lấy thì mày ra đầu kia mà lấy chứ. Cái này của tao cơ mà. Ông nhìn mặt cháu đi. Mặt cháu xinh đẹp như thế này cơ mà. Ông nhìn mặt cháu xinh đẹp như thế này mà ông bảo cháu đi ra cái đống rác đằng kia để bới lên để lấy cái tấm mút này á. Không có đâu. Mày muốn dùng thì mày ra mà lấy đi chứ. Thì ông muốn dùng thì ông ra mà lấy. Cái này á, của cháu rồi. Mày vớ vẩn. Tao phải treo quá tường báo như người ta đấy. Mày lấy được ấy. Mày tưởng dễ lắm à? À,
lòi cái mặt chuột ra rồi nhá. Thế là không phải người ta vứt ngoài đường, mà là ông trèo tường bao vào để ông lấy trộm người ta đúng không? Trộm đâu mà trộm. Chả họ vứt ra mình... ngoài vườn tao lấy cho trộm đâu. Cháu nói với ông, ông từ lần sau là phải bỏ cái tính đấy đi nhá. Không phải người ta cứ hở cái gì ra là ông vào ông lấy đâu. Như thế là không được đâu. Mày trả cho tao chứ. Bố mày chứ. Mất công tao đi ăn trộm về mày lại lấy của tao.